với tinh chất đất sét như vậy nha, đất sét trắng đây mình xịt ra một lượng như thế này và mình xoa đều lên làn da chúng ta, xoa đều lên quý vị ơi, massage nhẹ dùm cho em, massage nhẹ thôi nha quý vị nha, để những tinh chất này sẽ thẩm thấu sâu làn da chúng ta và lấy đi những cái bụi bẩn cũng như là những cái chất dơ từ ở trong cái lỗ chân lông chúng ta nha, và đẩy tất cả các còi mụn luôn, rất là ok và hiệu quả, và đặc biệt là những cái nám tàn nhang cũng như là da không đều màu sẽ đều màu hết cho mọi người luôn. Đó. Xong để chừng 5 phút thôi là quý vị sẽ thấy nó sùi bọt ra hú hồn như vậy nha, sùi bọt hú hồn. Rồi bây giờ em lao cái tư vấn mọi người cái tiếp theo nè quý vị. Sau khi mà ta nói để cái này trên mặt chúng ta như vậy nha, thì mọi người đến với cái bước là cái serum đây. Cái serum của Detox Blanc như vậy nha, cái này cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Em nói vậy tất cả gia đình mụn, mụn bọc nè, mụn dưới da nè, mụn sưng nè, mụn đầu đen nè, mụn đầu trắng nè, nó tiêu diệt trong vòng một tức nhạt như vậy nha. Nhưng mà mọi người phải xiên giùm cho em, ví dụ mình sử dụng lần hỏi một lần Lâm ơi hết không, dạ em xin thưa là không hết như vậy nha. Cái gì nó càng hết nhanh nó càng không hiệu quả như vậy nha, bởi sao nó có chất cấm trong đó, còn đối này nó hết từ từ, khoảng một tuần là cái gì sẽ những dân mụn của mình, những cái mụn mà ở dưới da của mình nó sẽ bứng lên hết. Nên mọi người yên tâm giùm cho em gì thấy không, nó sủi ra như vậy, nó sủi lên, sủi bọt lên liền. Dạ cái này là em mua bên trang pin mụn như vậy nha, số điện thoại là 0899945567 đó, em thuộc trong trái tim của em luôn. Mỗi khi mà em hết là em điện qua cái trang fanpage đó kêu giao cho anh Lâm, lạng bé thuộc địa chỉ của em luôn vậy, 0899945567 qua trang pin mụn như vậy nha. Đây gì thấy không, sau khi mà mình sủi nó vậy, và cái này là cái khí carbon như vậy nha, khí carbon mau gì biết rồi, cái khí carbon nó thẩm thấu vào làn da chúng ta và đẩy tất cả các dân mụn cũng như là nám tàn nhang và đặc biệt là những chất dơ ứ động. Ví dụ nhiều khi mình rửa mặt, mình rửa mặt đúng cái sữa rửa mặt á, nó không có sạch nổi, không bao giờ sạch nổi, chỉ có cái này thôi nó sẽ sâu vào cái lỗ chân lông và đẩy đi tất cả các còi dơ gì thấy không, là khi mà sử dụng nó nghe xèo 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 như vậy nha, và nó hơi ngứa hơi chăm chích một xíu, bởi sao nó đang lấy đi tất cả cái dơ như vậy nha. Còn khi mà không chăm chích là không hiệu quả như vậy nha, phải chăm chích nhẹ 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 thôi, và khi mà chăm chích là gì biết là dấu hiệu tốt đó vậy. Rồi em lo cái gì coi đó, đó da mặt mọc của em như vậy nha, ai cũng hỏi ô trời ơi Lâm ơi sao con trai mà da mặt đẹp quá vậy. Dạ sử dụng này dùm cho em là mê liền quý vị, sử dụng là mê liền như vậy nha. Detox Blanc một sản phẩm cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn, làm cho da sáng lên, mịn lên và trắng lên. Đây thấy không, gì không quý vị, da sáng láng lên liền. À sau khi à, chưa sạch, chưa sạch. Rồi sau khi da sáng lên, da mịn lên và nó không còn những cái mà tàn nhang rồi đầy nọ cái gì đó, khi mà mình rờ vô cái da mình cảm giác nó săn là cái gì, nó xe khít lỗ chân lông cho mình luôn. Và mình sử dụng cái serum trị mụn dùm cho em, thì một chai này chúng ta xài rất rất là lâu luôn quý vị, nghĩ coi một ngày mà chúng ta chấm chừng 4 giọt thôi, 4 giọt nó vừa trị mụn mà vừa dưỡng da, cung cấp độ ẩm và cân bằng độ pH cho da mình luôn nha quý vị nha. Ví dụ chị em nào mà da khô quá thì cũng nên sử dụng cho em, nó cung cấp rất là tốt và đặc biệt có chất chống nắng cực kỳ mạnh cho mọi người luôn. Ví dụ lỡ mình ra đường mình quên đội nón thì mình có thể sử dụng này, nó chống nắng cho mình rất là tốt. Thì sử dụng cho Lâm đây, so lên, so đều lên thì miếng nữa vì không quý vị. Ồ da mặt em đã lắm quý vị, là nhờ cái Detox Blanc quý vị nha, bộ đôi thần thánh. Ừ, bộ đôi thần thánh, đây là bé chồng, đây là bé vợ quý vị nha. Bộ sản phẩm này em mua bên trang pin mụn, số điện thoại là 0899945567. Bây giờ mọi người muốn da đẹp như Lâm mà muốn da sáng như Lâm thì hãy nhanh tay lẹ chân đến với trang pin mụn và điện vào số hotline nha quý vị nha. Kể từ đây là tạm biệt gia đình mụn, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn trứng cúc, mụn còi đen, mụn còi trắng, tạm biệt tụi bay. Và nhờ Detox Blanc để chúng ta một làn da cực kỳ đẹp và cực kỳ mịn màng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Lâm, và khi mà mọi người mua hàng hoặc là comment dưới, nhân viên sẽ alo cũng như là tư vấn cho mọi người. Tạm biệt mọi người, hãy sử dụng Detox Blanc để một làn da cực kỳ sáng và cực kỳ mịn màng. Yêu Detox Blanc.